Khải Uy từng đề nghị để con gái qua chỗ Dương Mịch sống nhưng lập tức bị chối vì điều này. Mới đây, Rang Soho dẫn nguồn tin từ bài đăng trên mạng xã hội liên quan tới thỏa thuận ly hôn giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Theo đó, Lưu Khải Uy từng có khoảng thời gian đề nghị cho con gái Tiểu Gạo Nếp qua Đại Lục sống cùng vợ cũ, dù sao cô bé cũng đã xa mẹ quá lâu. Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, trên mạng xã hội xuất hiện vô số tin đồn liên quan tới việc phân chia tài sản, quyền nuôi con giữa cặp đôi này. Tuy nhiên, từ đó tới giờ, chưa có thông tin nào được chính chủ đứng ra giải thích. Cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều lựa chọn im lặng trước những tin đồn đó. Mới đây, Rang Soho dẫn nguồn tin từ bài đăng trên mạng xã hội liên quan tới thỏa thuận ly hôn giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Theo đó, Lưu Khải Uy từng có khoảng thời gian đề nghị cho con gái Tiểu Gạo Nếp qua Đại Lục sống cùng vợ cũ, dù sao cô bé cũng đã xa mẹ quá lâu. Tuy nhiên, khi đứng trước lời đề nghị này của chồng, Dương Mịch lại lập tức từ chối. Nguyên nhân được đưa ra là do Dương Mịch quá bận với lịch trình công việc dày đặc nên không thể dành thời gian ở bên con. Chính vì lẽ đó mà suốt thời gian qua, Tiểu Gạo Nếp luôn được bố cùng ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng. Đối với thông tin này, nhiều người lại bày tỏ sự không tin tưởng, đồng thời cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể,